Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong đột phá thương khung trong thời gian mùa đông trở lại, khả năng bạn đang phiền vì trời lạnh ngắt, nhưng bộ đột phá thương khung lại khá nóng ở trong giai đoạn này. Tiêu biên một người chơi cây cấp cực kỳ bá đạo của mình, anh ấy luôn luôn đánh vượt cấp đối thủ trong mọi tình huống. Thế nhưng ở học viện già năm ngay tại bây giờ, chỉ có duy nhất người có thể đánh bại được tiêu viêm, trong đó khả năng có Tô Thiên Đài trưởng lão. Ở video này anh em cùng mình tìm hiểu về cuộc đời hiệu trưởng bên ngoài viện Hồ Kên. Thứ nhất, thông tin về Hồ Kên. Hồ Kên được nắm giữ chức vị hiệu trưởng bên ngoài viện. Duy nhiên nội viện và ngoài viện đều khác nhau về mọi mặt cơ sở. Ngoài viện do Hồ Kên làm người đứng đầu cai quản, chỉ là một nơi đào tạo học sinh bình thường, còn bên trong nội viện mới là đào tạo ra học sinh siêu giỏi. Đương nhiên không vì thế mà Hồ Kên hiệu trưởng bên ngoài viện lại yếu hơn so với nội viện. Xét về sức mạnh hiện tại của viện già nam đang còn dạy học, thì Hồ Kên cũng là người mạnh thứ hai sau Tô Thiên Đài trưởng lão Đấu Tông. Hồ Kên với vai trò bên ngoài viện cực kỳ khó khăn, khi ông chính là trụ sở đầu tiên bảo vệ học viện già nam. Do muốn tiến vào nội viện phải đi qua được cánh cửa của ngoài viện, hiểu nôm na Hồ Kên là người đầu tuyến của viện già nam trong vai trò chống địch. Nhưng Hồ Kên mấy chục năm nay vẫn làm khá tốt công việc của mình, điều hành ngoài viện già nam rất tốt và phát triển. Thứ hai, Hồ Kên có những gì? Hồ Kên sau nhiều năm lãnh đạo hoạt động ngoài viện, ông vừa có bằng khen nhưng cũng ăn nhiều biên bản học sinh. Do cháu gái Hồ Gia đâu phải là người con gái, mà tính đúng thùy mị nết na, chuyên gia đập phá các học sinh khác, trai tán thì không yêu, mà lại đi yêu con gái. Hồ Gia người chơi cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo cá tính tương tự của mình, từng khiến Hồ Kên phải đau đầu về đứa cháu gái của mình. Ở trong cuộc thi diễn ra đại hội của ngoại viện già nam, Hồ Kên đương nhiên luôn luôn có mặt để điều hành. Ông ngạc nhiên cũng bất ngờ nhất chính là tiêu viêm có thể chạy thoát khỏi Vân Lăng Tông khi Đấu Tông truy sát. Ngoài ra, Hồ Kên đương nhiên cũng giúp đỡ tiêu viêm nho nhỏ trong khi ăn ở ngoài viện. Sau khi cuộc thi kết thúc, tuyển ra các thành viên tiêu viêm Ngô Hạo Hổ ra Huân Nhi Bạch Sơn được đi vào tàng thư các. Nhưng Hồ Kên khi gặp được hai người Thiên Lão và Bạch Lão, thì Hồ Kên còn không được hai người Thiên Lão và Bạch Lão bắt chuyện. Tiêu viêm lại được Thiên Lão và Bạch Lão hỏi thăm. Điều này thấy Hồ Kên có vẻ hơi quê. Cuối cùng Hồ Kên vẫn làm nhiệm vụ như mọi năm, là đưa 50 học sinh chuyển hồ sơ cho nội viện. Ông đích thân sử dụng máy bay phi hành ma thú dân đoàn. Trải qua một thời gian khá dài, Hồ Kên ở ngoài viện tiếp tục thu nhận các học sinh bên ngoài viện. Ông đã nhận được tin tức khi đài trưởng lão Tô Thiên gửi tin nhắn, khi Thiên Phan Luyện khí tháp di hỏa với lạc tâm viêm thoát ra bên ngoài. Vì vậy mà Hồ Kên dẫn theo một số trưởng lão đấu vương di chuyển từ bên ngoài viện vào bên trong nội viện viện trợ. Cuối cùng thì đã phong ấn thành công di hỏa với lạc tâm viêm, khi ông béo Hồ Kên trợ giúp. Ngoài ra, Hồ Kên cùng người học viện già nam để lui được hắc giáp vực. Sau này Hồ Kên theo sự phát triển của học viện, ông cũng bước vào cảnh giới đấu tông khi độc đo đấu thánh xuất hiện nhàn nhản trên đại lục của đấu phá thương khung. Cảm ơn anh em đã xem video.